Rồi chào 16X nha. 16X chào Hiền Tiên. Hiện Tiên xin chào 16X. Hiện Tiên xin chào quý ông bà cô chú anh chị đang xem kênh của Hiện Tiên buổi sáng. Bữa nay là thứ tư. Bữa nay thứ ba. Ba đâu ra giờ nữa ông. Nay là thứ tư rồi. Ba tư. Tư, sáng nào là Tiên cũng xong trước 15 mét hết. Bởi vì cái coi kìa, 15 mét là đang quá trời dây nhợ rồi cô chú anh chị ơi, phải làm cái âm thanh để cô chú anh chị mà nghe cách tốt nhất luôn Thôi đi á. đừng support người ta. Thì thiệt rồi, có sao nó vậy thôi, nên bởi vậy mới lâu hơn Hiện Tiên chút Mười sáu hết thì chào tất cả mọi người, bác quý đó. cô Giờ chú tới ông anh chào rồi đó cô chú anh chị. chị em. Hôm nay là mua bún gạo xào ha, với lại hoa hành liễu rồi chuối. Bây giờ anh giao cho Hiện Tiên nè, tôi chỉ cầm ở đây thôi, em làm cameraman đó, một mình anh sẽ xử lý. Ok, Ok, cái này để lại đúng không? đúng rồi, cái đó mua riêng. Mà bữa nay mua cái màu rất là đặc biệt à. Rồi 15 10 16 chào anh Duy Minh. Hello. Chào anh Ngọc. Ngon nha. Bữa nay anh Minh đặc biệt nha, tới sớm nha. Và bây giờ là đang chuẩn bị cúng ha. Ủa ai đúng cái tiền bạc đây nha. Hồi hôm đó lao cái tô mới có. Rồi cái chén nước mắm. Gì kéo hả? Cái bình có 5 tàng, tàng lớn.
Không có. Hả? Không có mấy cái à? Đúng rồi. Nhiều à? Rồi. Thấy những ít hả không kia nữa thầy. Đúng rồi. Nhưng mà được cái thì cũng sao cho mình gặp được cái kia. Kia thấy nhiều hơn này. Con nước lâu với ta nhớ bóng không có người đem vô à. Ừ, kiên lỗ không à? Sửa xe hả? Sáng đi sửa xe sớm. Hèn gì nó nóng đi vô sớm. Chống chành trước cũng đi luôn mà. Rồi sao bữa nay thường đi trễ hôm nay vô sớm ta. Hả? Vô rồi. Sao vậy? Quay clip về rồi. Quay clip về rồi. Sợ rồi. Không có chuyện lo nè, đứng nè. Cái bình để đó là hơi ông lùi 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 là cái cây của ông là ngã cái mà. Là mình phải né trước đi, bảo quản, tự bảo quản đi chứ đợi mà đãi đó mà ta để đó lúc mà để đó đặng lau mộ ngày nào không vậy đâu tự như anh để vậy đi lỡ sơ ấy người ta đi ấy thôi chứ trời trời có cái máy đi đi làm mặt để cái là đối luôn á rồi vậy có phải cẩn thận anh em giờ mình mang lại xong rồi mình chạy để nó cũng nguy hiểm rồi ta có đâu cái, như mấy anh là hai ba cái điện thoại của em có một cái để một cái là đối luôn. Trời ơi, nói chứ mình muốn một cái là cũng phải đầu tư vô chứ em. Mà mấy cái là biết đầu tư nhiêu không à. Nếu mà em có tiền đầu tư thêm cái nữa thì hậu. Thôi em đáng làm một chú đi chứ phù hộ em đầu tư được cái nữa. Ngoài mà hậu có. Bây giờ chờ nước nữa ha. Thôi mình lau mộ luôn á. Tại sơ ý thôi em. Nó làm cái bập xuống luôn. Em có để kính cường lực chống không? Không. Hên rồi. Không tại nó hơi cao còn nãy hấp này còn bữa anh lên ghế nữa. Gặp anh biết sao không? Anh có cái UG á nó bể mà rớt xuống mà hơi dạng không có được bằng cái đó, dưới đất á nó cắn. Nó bị cắn à. Con này chèm bẹp nằm y con ếch luôn à. Bữa thật đặt đi hai gấp luôn tự nát ngú quá. Ừ, bữa nghe nó nóng ruột luôn rồi. Con cái đi thôi. Làm ăn ngon lành. Đang gần tới sinh nhật bể cái rồi. Tiêu. Thôi nó qua rồi ngồi nhắn nữa. Ngồi cứ ngồi nhờ suy diễn xanh mặt mà anh Phong anh cũng xanh mặt anh.
nhà tài nhỏ ráng nhỏ sắm được có cái đó. Mới mua thiếu quy mới trả góp hết rồi. Vậy hả? À. Là cái đó em mua nhiêu? Bán 9 triệu. Ờ. À. Tài góp à? Tháng trả nhiêu? Em trả trước cũng 5 triệu. Vậy à? Rồi mấy tháng sau trả tháng thằng 2 triệu, 2 triệu mà phải lấy tháng đó đâu có quy đâu cả 2 triệu. Ừ. Thiếu hoàng tới bây giờ mới trả hết. À nên tháng rồi em nói là về là trả nhiêu đó đó hả? Ờ. Mà biết sao không? cái điện thoại kia mà anh rồi đồ mình quay hiên chứ nhiều cái nó không nét bằng này. Rồi nhờ ông bán thiếu đó. Mới có cái điện thoại để quay đó. Mà bữa nay ông nội nó không đợi ông ở làm cái đùng một chiều tưởng hết hồn trời. Có gì cái hồ tiêu luôn. iPhone thì nó cớt quả nó cũng hay bị lan lãng. Chán phòng gì vô ghê ghê sao mình làm không nhìn cho ta. Sợ mấy đường nít mà cuối cùng nít không bị hả? Sơ ý thôi em, không ai cố ý. Nhưng mà đều phải cẩn thận chút xíu. Đang có khán giả vô nữa cả. Dạ này chắc đi đưa tay người ghé quá. Dạ, con chào cô chú. Đốt cái nhang tại vì mình yêu nghệ sĩ. Dạ, yêu nghệ sĩ. Hôm nay mình đi viếng mộ chú Du Linh hay là mình có dịp mình đi ngang chú? À, mình cũng đang có bữa công việc ở bên kia. Dạ. Thì mình cũng chưa nhớ rồi chứ mình cũng đã nhớ tới. Dạ. Cũng mong nhớ người sĩ. Dạ. Thôi mình chào thầy nha. Dạ, con cảm ơn. Dạ, con chào cô chú. Quên chứ, em của bà Thanh Loan thì quên rồi. Chị Loan nghe lâu lắm rồi cũng lên rồi. Dạ. Chà đào. Chà đào này rồi nhất. Chị Loan với chị Tư. Tư rồi em ơi. Nay gần Tết ai cũng có. Tết thì ai cũng có việc hết cô chú ơi. My thì giờ làm ngày làm đêm luôn. Say ca với My mệt luôn.
rồi, tất nhiên. Rồi hiện tiên chào chú Vũ Linh xong. Do bữa nay là mình không có xin phép chú, không có thắp nhang hết ngày thì sư anh chị. Gồm có là 7 hộp bún xào chay, 7 ly xì tin, bữa này là của một vị khán giả ẩn danh, cô chú anh chị. Tại đây thì cái video của Hiền Tiên xin kết thúc ha. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau nha.